Thì anh là người dân ở đây hả? Thì trước giờ ở đây có xảy ra những cái tình trạng giống vậy không anh? Mà khoảng là mấy ngày là sẽ kiếm được anh? Nhiều thì 3 4 ngày kiếm được. Là trung bình là 3 4 ngày là kiếm được hả? Cái ông này đâu mà không nghe tin, kiếm được luôn không nghe tin luôn. Là lâu chưa? Lâu rồi, nó cũng gần 2 năm mấy rồi. Năm mấy hả? Là trước trước đây là 1 năm mấy là cũng có một ông chú ngồi ở đây, ông nhậu ở đây hả? Nhậu đó cũng tắm. Tắm rồi cũng chết đuối như vậy mà không tìm được, tìm bao nhiêu ngày bà bỏ luôn anh? 2 tuần. 2 tuần. Họ lặn ở bên cả đây, nó cũng phá cũng kiếm cho người lặn kiếm. Thì anh ở Nhị Bình anh cũng nghe cái chuyện mà chị Loan nhảy cầu cũng cũng ra đây để xem ha anh. Buồn buồn thấy con trai không gió ấy còn không tin nữa, chừng ra thấy kỳ kỳ phía mới tin. Để nghe tao nói nhiều rồi, mấy Nó đó người trên địa bình cũng cộng đồng nhảy. thì chị đây là chị làm cô giáo á, cô giáo dạy lớp 4 á. Cô giáo rồi phụ chị cái định gì nó cầu đó. Mới có 32 tuổi thôi à. Mà nhà em thấy nhà cũng khá giả lắm á, mà không biết là Nghe là nói cái lô cái để hẻ em rồi giấy rồi hơn cho chồng gì lắm. đâu có thơ cho chồng gì đâu, không có thơ cho chồng, nhưng mà có để là chiếc xe rồi cái túi trong đó thì có bóp rồi có điện thoại rồi có cái laptop nữa rồi đôi dép nữa, rồi nhảy xuống đây nè. Ở đây chắc sâu lắm ha anh ha. Đó, bây giờ người ta đang đi tìm kiếm nè cô chú anh chị, đó cái ghe, đó ghe xa xa đó đang đi tìm, nãy giờ 4 5 ghe lận đó, đây cái ghe nè nó đang đi tìm nè, tìm từ sáng tới giờ à, thì hôm qua tới giờ là 2 ngày rồi vẫn chưa tìm được ha. Không có, em ở đây em quay chia sẻ ha. Đó thì có ghe của bên đội cứu nạn tìm kiếm công an Thuận An, mình của Thuận An nữa cũng đi tìm nè, tìm sáng giờ mà chưa có thấy. Chắc nó trôi là trôi xuống đây chứ ta ha. Nó trôi là nó trôi xuống dưới đây nè, tại vì dòng nước nó chảy xuống đây nè. Chứ nó Cái chớ ở tóc ở đây một là tóc bên mé đó bà. Tấp bên mé đó hả? Mấy trường hợp trước là tấp ở đâu, mé cạnh đó không à? Bên cạnh bên kia nó heo rồi chưa. Hèn chi em thấy nãy giờ sáng giờ là người ta tìm bên đó không à, không thấy tìm bên thay ha. Chắc cũng do cái dòng nước với thường thường nó trôi vào đó nên người ta mới đến qua đó thật kỳ tìm ha. Nó có cái miếng ở đây, tôi lo gì bán. Kiếm bên đây cũng có tiền, tôi lo bên bệnh cho chết. Là sao anh? Kiếm bên đây có cũng lo bệnh cả, À, có là cái miếng rồi dễ làm, nó mát, giống là có ông mát. Có cái miếng bệnh. có cái miếu bên đó hả? Cái miếu đó lập lên là sao anh? Tự dân lập lên. Là lập là thấy người ta nhảy cầu nhiều quá với chết trôi nhiều quá nên người ta lập lên ha. Cầu nghĩa là 5 người, 5 người. Năm người, năm người, trời ghê ha. Năm nào cũng có điệu dân hả? Như là học bằng ông hàng bà. Nghe nói cô chị Chi Lâu này mới 32 tuổi, cô là giáo viên dạy đâu có trường tiểu học ở Nhị Bình này nè. Bình thường là cô chỉ đi, chị nói là đi phà, gia đình kể là đi phà đi qua bên kia dạy, nhưng mà không biết là tại sao mà Đi phà đi phà ăn cơm chắc vậy á. thấy dạ bên nhà nhà bên thân bệnh Đó, nhưng mà không biết là tại sao mà ngày hôm qua lại đòi đi qua cầu này để đi đó. Đi để lại cái điện thoại xe rồi rồi cái túi trên cầu rồi nhảy xuống, mà tới bây giờ vẫn chưa có ai là thấy được cái chị này nhảy. Chỉ là người dân người ta đi đường người ta thấy cái những cái đó đó, người ta mới báo báo cơ quan chức năng ở đây để mà xác định đó, chứ thật sự ra vẫn chưa thấy. Mà theo cái cầu này em thấy xe cộ thì chạy qua chạy lại nhiều, không ai thấy cho ít nha, cũng phải có người thấy. ít người thấy thì ta không nói vậy luôn. Nhưng khi có người ta không để ý á, ta chạy ngang cái Chạy nhiều có nhiều hơn bên đây chứ nó tập trung tối tập trung nhiều đâu, đông lắm. Cái cũng tập trung ngồi hay đi mà chạy mệt cái người tấp vô uống nước ngồi cái mệt. Người ta cũng lấy tưởng ghế nghỉ mệt rồi thôi. Nhiều khi muốn cái đụng Đi cái cái nhanh điểm quá. kia đó ta, nhảy là Nhảy bên đây nè. Nhảy góc đó, bữa chiều tối về hay là có thấy một bà ngồi đậu ngay dốc thấy mẹ già cỡ bà già rồi ra thấy ngồi cửa ngồi bị già bị gì Đâu có người 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 bả không
người ta nói là vào lúc sáng ngày hôm qua, xác định là sáng ngày hôm qua từ lúc mà 6 giờ cho tới 9 giờ á, là cái khoảng thời gian đó, không 6 giờ tới 7 giờ thôi chứ không có tới 9 giờ đâu đó. Thì mặc đồ đi dạy luôn đó. Tìm sáng giờ, bây giờ nước nó xuống rồi, sáng nước nó cao mà sáng nước nó tới trên đó luôn, với sáng lục bình nó cho nhiều lắm, khó thấy. Cái này mà lấy lục bình ra hoặc là dạt lục bình ra để mà kiếm mà cũng rất là khó ha. Thì ở đây thường thường người ta kiếm mà cũng phải ngày thứ nó nổi lên, chờ nó nổi lên mới tìm được, chứ giờ còn ở dưới sao khó tìm. Hai ngày á, hôm nay là mới hơn một ngày à, nhảy sáng hôm qua, mơ một ngày, trong vòng 3 ngày, trong vòng 3 ngày ha. Nếu giờ nó mới nổi được lục bệnh thôi, mà nếu mình không nổi được bệnh thì thôi, cũng hay. Lợ ở dưới đây ha, nhiều khi bị lục bệnh cho cũng thấy, còn 3 ngày là nó sẽ nổi. Vì nó có mùi nữa, vì nó ra chắc nhớt trong cơ thể mình, nó nhiều khi nhìn nó gì mới dễ. Là chỉ trước đây là chỉ có mình ông chú là không tìm được thôi, còn có ai không tìm được đâu anh? Không, nóng không? À, con sông này nó chảy ra đâu anh? Đông lắm á, con Khơ rồi cầu Gầy Gòn. Chảy tán lạng á. Vòng vòng đây còn tìm được ha. Còn ở đây vòng vòng đây còn tìm được chứ nó đi xuống dưới kia rất là khó tìm. Cầu Gầy Gòn là khó thủ. Cầu Gầy Gòn là sông lớn nữa. Sông lớn nữa gì rất là khó tìm ha. Ngày hôm qua thì chiều ngày hôm qua thì nghe nói là cũng có những cái học sinh mà do cô đó dạy á, người ta cũng đến đây thắp nhang cầu mong cho là tìm được. Thì phía bên gia đình á là đang ngồi bên đó đó, nói chung là gia đình em thấy cũng quan tâm á, quan tâm và người ta chờ sáng có cái cô như là cô em hay gì cũng ngồi ở đây nè mấy tiếng đồng hồ để mà chờ xem nè, để mà xem tin tôi có tìm được không á. Dạ dạ dân thôi, đó là của bọn cô giáo. Dạ. Những người dân đi mắc nợ hay buồn ở trên hay gì tự tử gì thôi. Dạ. Yeah. Nhiều khi cũng bị áp lực về vấn đề đó mà không giải tỏa được rồi suy nghĩ á. Dạ. Yeah. Mới có 32 tuổi thôi. Tính theo tụi ta á nha, tụi Tây mới 31 thôi. Cũng còn rất là trẻ. Đó. Mà lại nghĩ như vậy. Sáng giờ nè cô chú anh chị thấy không? Đó, chiếc ghe đó cứ đi dọc dọc để tìm sáng giờ. Còn ghe của bên đội cứu hộ ở Thuận An Bình Dương cũng chạy dọc dọc tìm, tìm xa lắm. Chứ chưa thấy tìm vòng vòng ở đây. Chưa thấy tìm vòng vòng ở đây. Chắc người ta tìm là đầu tiên người ta dựa vào những cái địa điểm mà cái nơi mà xác hay trôi, những nơi mà những cái vật lạ hay trôi á, tìm trước ha. Giờ chỉ đi nhìn thôi chứ đâu có lặn xuống được. Người ta nói là nhảy đâu nổi đó, biết tôi nào. Nếu mà nhảy đâu nổi đó thì nó nổi ở đó rồi ha. Cũng mong là nổi vòng vòng đây dễ tìm ha, chứ mà xa quá rất là khó tìm, nhiều khi cũng phải hên xui nữa đó, tâm linh trong đây khi cho thấy không nữa, chứ không phải là ai đi tìm cũng được đâu. Không chứ không thấy đâu. Nghe anh kể thì ghê quá, năm nào cũng có người nhảy hết trơn. Đâu đi, chứ còn cầu Long Cũ rồi hơn nữa. Là cầu sắt đúng không? Cái cầu sắt đúng không? Cầu này giờ mới làm cái đầu dẹp một cách rồi, cái cầu nó lộng dữ vậy. Cầu này chắc cũng cỡ 7 đến 10 năm ấy, đúng không? Thời đại. Chắc là 20 năm mấy. Cầu chưa hoàn thiện là có người nhảy rồi. Trời chưa hoàn thiện nữa là có người nhảy hả? Buồn chuyện gia đình ha, đa số là buồn chuyện gia đình hay là có người mắc nợ rồi trốn đang hộ kiếm hoài thì quẩn nhảy luôn. Trời. Thanh niên nhiều nhất. Thanh niên nhiều nhất ha. Hình như là đợt World Cup vừa qua thì cũng có người nhảy đó đúng không? Em nghe vậy á. Nó nghe tao nói ha, là mùa đá banh cái là mấy cầu đang chờ. Thế là mùa đá banh cái là mấy người cái đăng lên đó, mấy cầu đang chờ. Tội quá, thương quá. Có chồng rồi, có con rồi, con mới 2 tuổi thôi. Mà suy nghĩ quẩn vậy giờ khổ cho con ha.
vậy hả? Chiếc ghe đây chạy sáng giờ kìa. Đó, mấy chú cũng hỗ trợ tìm rất là kỹ của chú chị. Đó, đi hai chiếc vỏ, một chiếc ghe vậy, một chiếc tàu cano. Chắc là xưa ở đây người ta tắm sông dữ lắm nên giờ mới đi mấy bạn chăm tắm sông. Ở đây nguy hiểm lắm tại vì như giữa nước xáy xáy kìa, mình nhìn ở đây là nước nó có xáy 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 xáy. Đời cao lắm á. Chứ lên ngay chỗ cầu giống nè, cũng nhảy cái cầu tắm mà tắm đè lên phóng bên kia, khi phóng vào khi phóng theo nó đè gãy cổ chết là chỗ. Trời ơi. Ý là cái người phóng trước rồi người phóng sau ngay cái chỗ đó không đè. Nó luôn, gãy cổ luôn. Trời ơi. Ghê quá. Nhiều người ta cũng nói là hôm nay chắc không tìm được đâu. Tại vì mới có tính ra mùa 24 tiếng mới có khoảng chưa phải 3 ngày từ giờ nó cũng nổi rồi, nó bị bệnh với mặt nước á, mình không có thấy được đâu. Dạ. Yeah. Khoảng 3 ngày đúng ngày đó là nó phình lên phình. Ừ. Ngày chi? 3 ngày đó nó thiếu cái nổi cũ á, cái nó nổi cũ luôn. Bảy canh hả? Bảy canh. Mà bình thường nó có nổi gì chí cũ không? Có hay là nổi gì chí cũ. À nó là canh ngay đó là cái nhà nó nổi lên là bây giờ. À là có nhiều trường hợp nhảy. Anh chứng kiến ở đây nhảy rồi nổi chí chí cũ. Thì có kiếm rồi có một đòn ở đây canh. À. Còn không thì nó cho có một miếu đó. Ủa nó miếu hả? Nó miếu đó hả? Phải không? Hay là nhà? Miếu. Cái miếu đúng không? À, chưa thấy xác cô giáo nữa hả? Dạ chưa anh, giờ vẫn đi tìm đó, đang đi vòng vòng tìm đó. Hồi qua không coi chừng bãi trôi tới dưới phủ dầu một. Đi cũng cho đi cho dài thôi. Thì đây nó trôi ngược trở lại không biết tới đâu. Nè giờ nó trôi ngược lại nè, hồi sáng thì nó xuôi dòng này. Bây giờ nó đi ngược lại nè. Nó cho qua cho lại cũng không thấy nữa. Vậy là hai ngày nè, đã đà lên mặt rồi, nó chết nửa chừng rồi. Nói chung là nó lờ đờ ở dưới nhưng mà chưa thấy đâu. Chừng nào mà lên á, ba ngày nó phình lên luôn á, mới nhìn thấy được. Nó nhảy ghế ra biết là cho tới tấm bảng 50 bằng. Vậy hả? Mà trên đây có một cái cột mà nhìn. Cột này mà nổi trên đó mà nhảy xuống cái là cũng sắp được chết. Đúng rồi, nó cao mà. Cho biết nổi luôn á. Không xuống tới dưới là cũng mất thở. Gất tới đất là mất thở. Cho điện rồi bên méo rồi chưa. Ghế nó nhảy ghế thì nó để tấm bảng 50 bằng. À là cái chỗ đó là người ta nhảy nhiều mà. Nó có huông á. Đang câu cá. Ok. Nước đây nó chảy xiết lắm hả mà bơi mà mệt dữ à. Xiết lắm. Lúc này cũng như cận như chỗ cậu vậy. Dạ. Vì gió dữ. Cũng mong là tạo dựng hiện trường giả ha. Vì đỡ chứ thấy khổ quá. Không biết suy nghĩ gì. Có tài thì chịu chặn cho cái cả tầng. Không thì ngày mai đâu. Bây giờ giá cho nó lên. Nếu có thì cho nó lên đây chết về cho yên thân. Đúng rồi, về lo hậu sự. Chứ cả tầng chắc cũng không còn gì đâu kìa hết trơn. Lúc đó thấy đau lòng chết. Ông chồng quả lại chưa? Có rồi, lại rồi. Nhà có đầy đủ bên đó đó. Đó. Ở bên đó là. Dạ. Nói chung ông bà cha mẹ hay cô chú anh chị gì mà nói nhiều lắm, thấy nhiều lắm. Người ta cũng không, sáng giờ người ta cũng muốn mấy cái đồ người ta kiếm á,